Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube JK Audio ạ. Ngày hôm nay JK Audio đã xuống Kim Bảng Hà Nam, đã đặt cho một bác khách hàng ở dưới này ạ, với một bộ dàn Lazio LG4000. Hôm nay thời tiết rất là đẹp ạ. Tuy trời nhiều mây, hơi mù mù một chút xíu thôi, nhưng mà quang cảnh vẫn rất là yên bình, thể hiện một vùng quê rất là yên bình. Sau khi mà đến nhà bác khách hàng lắp đặt thì JK Audio sẽ hoàn thiện cái video này, mời các bác theo dõi và trải nghiệm nha. Đây là trên cái trục đường về Kim Bảng Hà Nam, đường về cái chùa Tam Chúc, mọi người hay nói là chùa Chen Chúc ấy các bác ạ. Đây các bác nha. Nếu mà bác nào mà chưa đi thì chùa Tam Chúc thì hãy đi chùa Tam Chúc theo cái lối này, đi rất là nhanh và thuận tiện, hình như là có mỗi một cái lối này để đi thôi các bạn ạ. Một vùng quê rất là thanh bình, yên tĩnh, không khí rất là trong lành, rất nhiều cây xanh. Hẹn các bác ở đoạn video tới nha. Dạ vâng, đã đến nhà của chú Ba rồi, chú lấy 2 bộ ạ. Xong ạ, bây giờ là trên đường về Hà Nội luôn các bác ạ. Lắp đặt cho nhà bác ấy rất là nhanh chóng ạ. Đây, trên đường về Hà Nội, hai bên hàng cây là những cây nhãn đó. Nhãn rất là lâu năm này. Một vùng quê thanh bình, rất là đẹp, rất đẹp. Phong cảnh nên thơ. Cảm ơn các bác đã theo dõi kênh YouTube JK Audio ạ. Chương trình lắp đặt combo của nhà bác Ba ở Nguyễn Úy, Kim Bảng, Hà Nam đến đây là kết thúc ạ. Rất là mong các bác hãy ủng hộ kênh JK Audio nhiều hơn nữa. Các bác nếu mà bác nào đang xem hãy like ạ. Một nút like rất là nhỏ bé đấy nha bác nha. Bác nào mà chưa đăng ký kênh hãy đăng ký cái kênh ủng hộ JK Audio nha. JK Audio rất là vui và rất là sẵn sàng phục vụ các bác trên mọi miền Tổ quốc ạ.